Xin chào nhà, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ bên em vào ngày 19 tháng 6. Thì hôm nay rất vui là được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm mà bên em vừa sưu tầm được đến cả nhà mình. Đến với clip ngày hôm nay thì có rất là nhiều sản phẩm đẹp nha cả nhà mình ha. Và mã số 1 đầu tiên thì hôm nay cũng có sưu tầm thêm một bộ cờ để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Hôm trước là có một bộ khách lấy rồi, hôm nay có sưu tầm thêm một bộ nữa để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Một những sản phẩm rất là đẹp, đẹp độc và lạ và rất là đáng để sưu tầm ha. Thứ nhất, cái bộ cờ này nó được thiết kế trong một cái hộp nguyên một cái bao da nha. Chút xíu em sẽ ống lại cho cả nhà mình cùng xem ha. Và những con cờ trên này nó sẽ có hai quân cờ chất liệu bằng đồng nguyên khối này nghe cả nhà mình nha. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Và đường kính mỗi con cờ là tầm có khoảng là 3,5, độ dày là tầm có khoảng là 7 cm, chất liệu bằng đồng nguyên khối. Đây những con cờ cả nhà mình cùng xem nha, rất là dày nha, rất là dày đó, đồng nguyên khối đó. Cái này bao bảo hành xài trọn đời nha. Những con cờ này ha, lâu lâu đem ra vệ sinh lại cũng rất ok luôn ha. Còn bộ cờ thì bằng da, đây cả nhà cùng xem ha, các quân cờ đây rất là đẹp ha. Cái này là ai mà nóng tính là quýnh này là hơi căng nha. Đọc ai mà nóng tính là quýnh cờ này phải nguội tính lại chút ha. Đó cả nhà cùng xem nha, đầy đủ các quân cờ đựng trong bao da rất là sang trọng, rất là đẹp. Đây cả nhà mình lật lên ha, mặt trước còn nguyên một bao da là bằng cờ đó, còn ở dưới này á nguyên một lớp là để đựng những con cờ như thế này. Mình đánh những con cờ xong rồi về bỏ vô hộp lại, đánh xong bỏ vô hộp lại rất là sang trọng nha cả nhà mình nha. Bộ cờ này mình có thể là dành biếu tặng cũng là rất là hay, rất là có ý nghĩa nha. Đây nguyên đây những cái con cờ thì sẽ được dắt vô trong một cái vali dưới như thế này và được đỏ đậy trong một cái bao da, bao da là ra là bàn cờ để đánh, đánh xong đóng lại có hai cái khóa luôn nè, cái này cùng xem nha, hai cái khóa dắp lại luôn ha, rất là đẹp nha, đựng trong vali rất là sang trọng nha, rất là sang trọng đẳng cấp luôn á. Mã số 1 bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ cờ thế này là 3,5 triệu nha, cho mã số 1 trong video ngày hôm nay ha. Rồi, cái này mã số 2. Mã số 2 thì bên em giới thiệu cả nhà mình là có sưu tầm được một cặp cốc siêu to. Đó, cái này là một cặp. Có đôi có cặp như cả nhà mình nha. Đó, một cặp như thế này tổng trọng lượng là 10 tổng trọng lượng của nó là 12 ký 8. Đây cả nhà mình cùng xem nha. 12 ký 8 cho một cặp như thế này ha. Đó, cái này em về để chung với thần tài thổ địa là hết khỏi chê nha. Cốc cổng vàng hôm nay em có hai mẫu, là chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 20 cm, rồi bề ngang là 20, và một cặp như thế này bên em có một cái giá giao lưu với cả nhà mình rất là ok luôn ha, 3,6 triệu cho một cặp này thôi. Rất là đẹp nha, chất liệu bằng đồng, cốc cổng vàng, thải tiền tài tài lộc về cho gia đình mình ha. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 3,6 triệu cho một cặp như thế này. Đây ở trên lưng là cổng một khẩu vàng hay sâu tiền ha, xung quanh đều có những cụ cốc con nha cả nhà mình nha. Ở đáy này có chuyện luôn ha. Đây là mã số 2 trong video ngày hôm nay và bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Rồi tiếp theo mã số 3 thì cốc cổng vàng xong rồi tới là cốc như ý đó, cả nhà mình cùng xem ha. Cốc như ý chất liệu bằng đồng bao gồm hai con như thế này. Đây là mã số 3 trong video ngày hôm nay, tổng trọng lượng là 13 ký cho cốc như ý. Cốc như ý là trên lưng này nó có ngay sâu, có cây gậy như ý nè cả nhà mình cùng xem nha. Hai bên là hai sâu tiền. Đây là mặt sau đi cho cả nhà mình xem ha, cốc ba chân. Mà thải tiền tài tài lộc về cho gia đình mình ha. Hai bên hai sâu tiền rất là lớn đây cả nhà mình cùng xem. Ba chân nha. Xung quanh là đế là đế tiền ha. Đó. Mặt trước đây. Đó, đế có chuyện luôn. Và mã số 3 của ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Mã số 3, một cặp cốc như thế này. Cũng là bằng giá là 3,6 triệu cho một cặp, nặng là 13 ký, rất là to. Cái này về để ở nhà mình ha, để trên bàn nha, mình quay vô hoặc là quay ra thì tùy theo mà sở thích của mình nha, và tùy theo mình tín ngưỡng tới đâu ha. Số người thì hay quay vào để thải tiền tài tài lộc nha, một số người thì quay ra, tùy theo như cái nào ha. Mã số 3 rồi, thứ hai mã số 4 thì hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình cũng là một cái sản phẩm đẹp độc và lạ, đó là một cái ấm con vịt chất liệu bằng đồng. Ở đây là một cái ấm đồng con vịt nha, tổng trọng lượng là khoảng 1,7 kg, rồi chiều dài tổng thể là khoảng 35, rồi chiều cao tổng thể 30 cm, chất liệu bằng đồng siêu độc lạ luôn ha. Nguyên một ấm hình con vịt rất là to, bụng rất là tròn nha. Ở đây là cái nắp trên này cả nhà mình xem ha, đây đáy đây, và một cái ấm con vịt như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Một cái ấm con vịt như thế này là 1,900,000 nha, cho mã số 4 trong video hôm nay ha. Rồi mã số 5 thì là một sản phẩm gì đây thì cả nhà mình cùng xem nha. Một trong những tác phẩm kinh điển nha.
văn võ song toàn, khổng minh gia cát lượng, hô mưa gọi gió đón việc như thần ha. Kèm theo đi đôi với khổng minh gia cát lượng không thể nào bỏ qua được một tượng nha, quan công văn võ song toàn nha, một người văn một người võ ha, hai vị tướng nổi tiếng nhất thời Tam Quốc ngày xưa nha, mà ai cũng rất là thích ha, văn võ song toàn. Đó là khổng minh gia cát lượng và quan công Trấn Hải. Đây là hai cái tượng rất là đẹp, tượng đồng nha. Hai tượng này đã được vệ sinh chùi sáo móng này rồi nha anh em ha. Nhà mình việc về là chỉ có trưng bày thôi. Là mỗi một tượng này chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 40 gần 46 cm. Rất là to cao như cái nhà mình nha. Và bề ngang của mỗi tượng là tầm có khoảng là 19 cm, chất liệu bằng đồng. Và một tượng như thế này thì bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 3,6 triệu một tượng nha. Tại vì cả nhà mình là thích hai tượng cũng được hoặc là thích một tượng cũng được ha, và 3,6 triệu cho một tượng. Thì mình thích có văn võ song toàn luôn thì mình lấy hai tượng, hoặc là mình thích quan công thì mình lấy quan công, hoặc là mình thích khổng minh thì mình lấy khổng minh nha. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm tượng nào thì báo em ha, hoặc là nếu mà hai tượng luôn là thì rất là hợp luôn ha, vừa văn vừa võ luôn nha. Văn võ song toàn về để hai cái đôn để lên là thôi ok luôn. Đây là mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 trong video hôm nay mà bên em giới thiệu với cả nhà mình đó. Một con rồng nha. Đó, rồng hũ vàng. Quyền lực, sức mạnh, thăng tiến, thành công ha. Thì không thể nào bỏ qua được mã số 6 ngày hôm nay. Đó là một con rồng rất là to. Đó, đang nằm trên một cái nguyên một cái hũ vàng ha, hũ tiền. Tổng trọng lượng là khoảng là gần 10 kg, 9,8 kg. Rồi chiều dài tổng thể là có khoảng là 34 cm. Chiều cao là có khoảng là 28 cm. Chất liệu bằng đồng, nguyên một con rồng rất là to, đang nằm trên nguyên một cây gậy nhí nè cả nhà làm sao nha, đạp trên cái hũ vàng ha. Rất là đẹp nha, một những tác phẩm rất là hay trong ngày hôm nay. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,4 triệu nha, 3,4 triệu cho một con rồng của ngày hôm nay ha. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là một siêu độc lạ. Đây giới thiệu cả nhà mình, đây là một cái đầu con voi ha. Đầu con voi chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 7,2 kg cho tác phẩm đầu voi như thế này. Rồi sau đây là chi tiết cho cả nhà cùng xem nha. Đó, hai cái bên về mình để treo tường ha, hoặc là mình để dưới bàn rất là đẹp nha. Đầu voi nha, chất liệu bằng đồng. Đó, rất là to, to và đẹp. Đây cả nhà cùng xem ha, xem không rõ có thể kết bạn Zalo bên em để bên em gửi thêm thông tin hình ảnh cho mình ha. Đầu voi rất là to nè, đây là mặt sau đây cả nhà cùng xem ha. Voi phong thủy nha, voi tài lộc. Tất cả đều bằng đồng. Voi này cặp đầu voi này treo tường. Và chiều ngang tổng thể của đầu voi này có khoảng là gần 50 cm. Rồi chiều dài là 42, chất liệu bằng đồng và có giá giao lưu cả nhà mình là 4,8 triệu cho một cái đầu voi siêu to độc lạ ngày hôm nay. Đây là mã số 7. Rồi số 8 của ngày hôm nay thì một trong những tác phẩm phong thủy nha. Đồ lông đao. Đồ lông đao như cái nào ha. Đây là một tác phẩm rất hay nha. Đồ lông đao, đây là một cái cây đồ lông đao ha. Chất liệu bằng đồng kèm theo cái đế dưới này. Đấy là mục đích trưng bày phong thủy nha. Tổng trọng lượng là khoảng 4,4 kg. Rồi chiều dài tổng thể của đồ lông đao này rơi vào khoảng là 65. Chiều cao là có khoảng là 19 cm. Chất liệu bằng đồng ha. Đồ lông đao ngày hôm nay nha, kèm theo cái đế dưới này. Và một cái cây đồ lông đao như thế này, đồng nguyên khối, bảo hành trọn đời cho cái nhà mình trưng bày sưu tầm ha. Bao chuẩn đồng luôn nha. Và có giá giao lưu cả nhà là 4,2 triệu cho mã số 8 trong video ngày hôm nay. Rồi mã tiếp theo, mã số 9. Mã số 9 thì bên em còn được không? Đây cái nhà cùng xem ha, một bộ tượng về công giáo nha. Hai tượng này rất là đẹp. Và sẽ có một cặp tượng, hai tượng như thế này. Chất liệu bằng đồng, rất là nét. Nét rất là đẹp lắm luôn nha cả nhà nha, rất là nét luôn ha. Và hai tượng chúa như thế này về trọng lượng là tầm có khoảng là 8,2 kg. 8,2 kg nha cả nhà ha. Và chiều cao của mỗi tượng là em đo được là 39 cm, rất là cao. 39 cm. Và bề ngang của tượng là tầm 18 cm, chất liệu bằng đồng. Đây là tượng mẹ, bên đây là tượng chúa ha. Đó, tượng mẹ xòe tay. Đây là mặt sau của tượng để cả nhà tham khảo nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình. Hai tượng này là 4 triệu đồng. 4 triệu đồng cho hai tượng công giáo ngày hôm nay. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha. Đây là mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình còn được một cây thánh giá đồng. Đó, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 2 kg.
chiều cao tổng thể là 42 cm, rồi bề ngang là tầm có khoảng là 19 cm, chất liệu bằng đồng. Đây là tượng chúa nha, gian tay ha, ở dưới này là tượng đồng châu Âu nha, mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái cây thánh giá châu Âu này, có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.600.000 cho mã số 10 nha. Rồi thứ hai, mã số 11 trong video ngày hôm nay mà bên kênh đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình, đó là tượng mẹ Quan Âm chất liệu bằng đồng. Đây là tượng mẹ Quan Âm ha, hình ảnh mẹ Quan Âm nha. Ở trên là hình ảnh phía trên là có tượng Phật tổ, trên đây mẹ Quan Âm tự tại đang cầm cái gậy Như Ý ngồi lên trên nha. Một giò thì chéo nhau ha, xung quanh là có hoa hồng rất là đẹp. Chiều cao tổng thể là 50 cm, bề ngang là 26, rồi bề ngang dưới là tầm khoảng là 26 cm luôn, chất liệu bằng đồng. Và tượng mẹ Quan Âm tự tại như thế này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.500.000, để cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Ở đây là có chuyện luôn nha, 3.500.000 cho mã số 11 trong video hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 12 của ngày hôm nay thì còn được một những sản phẩm rất là hay, đại bàng Như Ý chúa tể bầu trời nha. Một con đại bàng, đại bàng này có một cái tên gọi rất là hay, đại bàng Như Ý. Thì thứ nhất là nó đang đậu hai bàn tay xè ra, kẹp hai cục vàng ở dưới. Các nhà cùng xem nha, hình ảnh cái bầu tròn đó là hình ảnh cái gậy Như Ý nha. Tổng trọng lượng của tác phẩm này là 8 kg 4, rồi chiều cao tổng thể là 46 cm, sải cánh, rồi sải cánh là có khoảng là 38, chất liệu bằng đồng. Đại bàng Như Ý chúa tể bầu trời nha. Đây là mặt sau của tượng, và có giá giao lưu cả nhà mình 4.500.000 cho một tác phẩm đại bàng Như Ý của ngày hôm nay, rất là sắc nét nha, nét từng chi tiết. Mã số 12. Rồi mã số 13 trong video ngày hôm nay thì cũng còn được một tượng Phật Di Lạc, Di Lạc cánh vàng. Đây cả nhà mình cùng xem ha, đây là hình ảnh tượng ông Phật Di Lạc nha, đang gánh vàng ha, thủ tiền, cười rất là tươi. Đây mặt sau đây sáng này có chuyện luôn nha. Tổng trọng lượng của tác phẩm này là rơi vào khoảng là 1.2 kg. Chiều cao tổng thể của Phật Di Lạc cánh vàng là có khoảng là 16 cm, bề ngang đo được cả nhà mình là 14, chất liệu bằng đồng. Và một tác phẩm như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.1 triệu nha. Di Lạc gánh vàng mã số 13. Rồi 14 trong video ngày hôm nay thì là một trong những sản phẩm rất là hay ha, đó là ngựa kéo thổi vàng nha. Hình ảnh nguyên một con ngựa đang kéo một cái thổi vàng trên này, trên này có hồ lô trường thọ ha. Đây là xung quanh là đế tiền nha, đái có chuyện luôn, một trong những sản phẩm rất là đẹp. Và tổng trọng lượng là khoảng 1.4 kg, chiều dài tổng thể là có khoảng là 19 cm, rồi chiều cao là có khoảng là 16. Có giá giao lưu với cả nhà mình tác phẩm như thế này 1.200.000 cho mã số 14. 15 trong video ngày hôm nay thì bên em giới thiệu cả nhà mình còn được một cặp bình đồng chim công nha, bao gồm hai cái. Đây là mã số 15, hình ảnh nguyên một cặp chim công rất là đẹp, và chiều cao tổng thể là có khoảng là 33, và chiều ngang tổng thể là có khoảng là 18 cm, chất liệu bằng đồng. Đây là một cặp bình chim công rất là dày dặn, rất là đẹp ha. Ở đáy này có chuyện luôn nha cả nhà nha. Đây, tổng trọng lượng là khoảng 2.5 kg, và có giá giao lưu cả nhà mình 2 triệu cho cặp bình chim công như thế này. Đây là mã số 15. Rồi thứ hai mã số 16 là cá quá lông. Đây là ảnh một con cá chép quá thành một con rồng, rất là đẹp nha cả nhà nha. Đây là một trong những sự tiến hóa rất là hay ha, từ những con cá chép tiến hóa thành một con rồng cá quá lông của ngày hôm nay. Tổng trọng lượng là khoảng 3.4 kg, chiều cao của cá quá lông là rơi vào khoảng là 26 cm, rồi chiều ngang tổng thể là 20, chất liệu bằng đồng nha. Nguyên một con cá chép quá thành một con rồng cá quá lông của ngày hôm nay, một những sản phẩm rất là hay. Mã số 16. Rồi ở đáy có chuyện luôn ha, có giá giao lưu với cả nhà mình 1.900.000 cho mã số 16 trong video ngày hôm nay. Kênh của em là đồ cổ Cần Thơ như thế nào ha, địa chỉ là đường số 4 trung tâm ngoại huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ nha. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 là một tượng Phật Di Lạc rất là lớn đó, Di Lạc chúc phúc. Đây là hình ảnh một tượng Di Lạc nha, hai tay ông chúc phúc ha, mặt rất là quan hỷ nha, cả nhà thấy là ông cười rất là tươi ha, hai cái tay đang chắp lại rất là nét, rất là thần thái nha. Cái đế dưới là có rất là nhiều vàng nè, mục đích ý nghĩa là chúc phúc nha, chúc cho gia chủ mình ha, chúc cho nhà mình ha. Và xung quanh ở dưới là có rất là nhiều vàng, và ở đây là có đào trường thọ nữa nha, cười rất là tươi, mặt rất là quan hỷ, chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là 18 kg, và tượng Phật Di Lạc chúc phúc như thế này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là
là 6,5 triệu, 6,5 triệu cho Di Lặc chú Phúc mã số 17 trong video ngày hôm nay mà bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 17. Rồi chỗ này mã số 18. 18 thì không thể nào bỏ qua được một sản phẩm này được xem là đẹp, độc và lạ. Đó là lão tử cưỡi lừa. Đó hình ảnh một ông lão tử nha. Cưỡi trên một con lừa. Rất là đẹp, chất liệu bằng đồng cổ ha. Ổng đang cầm một quyển sách. Đây trên tay là một quyển sách. Hình ảnh là một với một cây roi nha. Đó lão tử cưỡi lừa, một những sản phẩm rất là đẹp, đẹp độc và lạ. Sản phẩm này thì tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg và chiều dài tổng thể là có khoảng là 23, chiều cao là có khoảng là 23 và có giá giao lưu với cả nhà mình. Lão tử cưỡi lừa 1,800,000 cho mã số 18 trong video ngày hôm nay mà bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi cái này mã số 19. 19 này là một bộ tam đa ba ông phúc lộc thọ ha. Thế nào là cùng trong gia đình mình thấy phải có một bộ phúc lộc thọ nha. Phúc lộc thọ để mình có thể để chung với thần tài khẩu địa nha cả nhà mình ha. Rất là hay nha. Và một bộ như thế này về trọng lượng là tầm có khoảng là 2,8 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 17 đến 18 cm. Bao gồm ba ông chất liệu đồng, ông phúc, ông lộc, ông thọ. Và có giá giao lưu cả nhà mình một bộ như thế này thì sẽ có giá giao lưu cả nhà mình là 1,6 triệu để cho cả nhà mình có thể siêu tầm ha. Ba ông rất là hay nha. Mã số 19 trong video hôm nay. Rồi 20 thì bên em sẽ giới thiệu với cả nhà mình tượng Phật Địa Tạng nha. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây là một tượng Phật Địa Tạng chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 20 thì tổng trọng lượng là khoảng 4,2 kg cho tác phẩm này. Thì cả nhà mình cùng xem nha, Địa Tạng Vương Bồ Tát ha, rất là đẹp nha. Và chiều cao tổng thể của Địa Tạng Vương Bồ Tát là rơi vào khoảng là 50 cm. Rồi bề ngang của tượng là tầm có khoảng là 10-15 chất liệu bằng đồng. Rất là đẹp. Và có giá giao lưu, một cái giá giao lưu với cả nhà mình 3,900,000 cho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát của ngày hôm nay. Đứng trên một đài sen rất là đẹp ha. Cả nhà có nhu cầu siêu tầm thì liên hệ trực tiếp em nha. Địa Tạng Vương Bồ Tát ha. Đây là mã số 20. Rồi mã số 21 của ngày hôm nay là sản phẩm gì đây, cả nhà cùng xem nha. Hôm nay thì bên em còn được một cặp gốm nha. Một cặp bình gốm tàu. Đây là mã số 21 Sông Long. Đó. Đây là gốm của tàu xưa nha cả nhà mình nha. Sông Long, có hình ảnh sông Long rất là đẹp đây ha. Đó. Vẽ tay. Đây là gốm tàu xưa nha cả nhà mình ha. Hình thức trên đây là vẽ tay. Rồi, chiều cao tổng thể của cặp bình gốm tàu này là có khoảng là 53 cm. Bề ngang miệng là tầm có khoảng là 16,5. Gốm tàu xưa nha cả nhà mình ha. Quả tiết qua dân trên đây thì cả nhà mình cùng xem nha. Rất là đẹp. Tình trạng là lành tích. Và một cặp bình gốm tàu này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 4,800,000. 4,800,000 nha cho một cặp bình gốm tàu xưa này ha. Đây là một những sản phẩm rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha cả nhà mình nha. Lâu lâu thì bên em mới sưu tầm được một cặp gốm tàu rất là đẹp như thế này để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Và mã số 22 là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Và đây cũng là một mã số rất là đặc biệt, một trong những siêu phẩm của ngày hôm nay nha. Đó là một cặp bình đồng nho sóc, hàng thủ công rất là to. Một cặp bình đồng nho sóc rất là to nha, rất là to, rất là lớn, chiều cao là 70 cm cả nhà nha. Đây là một cặp hàng thủ công nha, cao được chạm thủ công rất là đẹp và chiều cao là 70, gần 70, 69 gần 70 cm. Rồi bề ngang là tầm có khoảng là 33 thì chất liệu bằng đồng. Đây là một cặp được làm thủ công từ những chú sóc là lạc cho vườn, vào những vườn nho nha cả nhà nha. Thì cả nhà cùng xem ha. Đó, hàng thủ công nha, rất là nét, được chạm chỗ rất là tỉ mỉ. Cân nặng là 32 kg cho cặp này. Đây cả nhà cùng xem nha, rất là to khủng, rất là nặng. Đây, những chú sóc hàng thủ công không nghe cả nhà ha, được chạm rất là tỉ mỉ từng chi tiết đây. Rất là đẹp, cặp bình rất là to khủng. Cân nặng tới 32 kg cho cặp như thế này. Đó, cả nhà cùng xem nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 17 triệu đồng cho một cặp bình ngò sóc to lớn của ngày hôm nay nha. Đây cũng là mã số cuối cùng mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo nha, với những sản phẩm đẹp, độc và lạ hơn ha.
cặp bình này cũng là mã số cuối cùng của ngày hôm nay. Cái này về làm hai cái đôn để lên hoặc là có những nhà cỏ thôi, hết sảy luôn. Rồi, hẹn gặp lại các anh em vào clip chiều hôm nay với những sản phẩm đẹp độc lạ hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.